chào mọi người. Không biết là có ai vô chưa ta? Chưa thấy nhảy lên cái gì hết. Chào cả nhà, hôm nay là tối chủ nhật rồi. Không biết là mọi người đang đi đâu chơi đó. Chào em Lê Linh, người đầu tiên xuất hiện mà chị thấy nè. Rồi bắt đầu là có người vào thả tim rồi, vui quá. Có Hoàng Trang Bùi nè. Hoàng Trang Bùi đang đi đâu vậy? Chào em Nguyễn Thủy Tiên, Bin Bin, Bích Huyền. Hôm nay là đã là ngày 3 tháng 3 rồi. Cảm thấy đang rất là lo lắng và rất là hồi hộp, bởi vì là ngày mai đã là ngày ra MV của Quỳnh Anh rồi. Bản thân mình á thì mình đang rất là mong chờ vào cái ngày đó, nhưng mà không biết là mọi người có thích hay không. Ngày mai thì khoảng chừng 7 giờ tối Quỳnh Anh sẽ livestream riêng về cái MV đó, và 8 giờ sẽ phát hành đồng thời ở trên YouTube Year One và trên Zing.vn nha mọi người. À Zing MP3 chứ hả? Zing TV. Chả biết nữa, nói chung là vô cái phần mềm Zing á là mọi người sẽ thấy cái bài đó. Rất là hồi hộp luôn. Chào Chế Can, Nguyễn Phương Linh. Rất là nhiều người vào rồi. Buổi tối vui vẻ nha mọi người. Hôm nay là ngày chủ nhật. Quỳnh Anh thì hôm nay cũng khá là rảnh rỗi, dẫn Sushi đi ăn kem rồi là... Nói chung là lúc đầu mình cũng định đi xa. Cuối cùng cái là mình thôi ở nhà, tại vì có một chút xíu việc. Hoàng Trang Bùi cũng ở nhà luôn đúng không? Chào em Võ Minh Tú. Mọi người có đang hóng MV không? Dành cả thanh xuân cho một người. Quỳnh Anh rất là dễ thương. Dành cả thanh xuân để yêu chị hả? Cảm ơn em. Có rất nhiều người nói là dành cả thanh xuân để yêu chị, hoặc là chị là cả thanh xuân của tụi em, thì chị nghe câu đó là chị rất là vui, rất là thích luôn. Mà thật ra thì tụi em cũng là cả thanh xuân của chị, bởi vì đi hát mà thấy khán giả dưới, thấy tụi em ở dưới là mình cảm thấy mình rất là yên tâm rồi. Sao đẹp hả? Em chào chị Duyên Duyên. Chào em Sang Nguyễn. Trời ơi, định lên. Mọi người biết sao không? Cái đợt trước mình anh livestream nói đến cái vụ mà mấy cái collagen jelly là gần sắp hết rồi, thì mới nhờ mấy bé nhân viên gửi qua thêm một hộp nữa. Thì ngày hôm nay mét còn có hai thanh như vậy thôi. Biết sao không? Hôm bữa sushi á, thấy mình anh ăn mà ổng cũng chả biết cái này là cái gì đâu, nhưng mà ổng thấy kiểu như là vừa thạch. Thấy với lại thấy mấy lần mà mình anh livestream anh kể cho mọi người nghe là vừa thạch mà vừa chua chua ngọt ngọt, ăn ngon đẹp da rồi gì đó. Cái là ổng xin mẹ hồi chiều cũng ngồi học trên cái bàn này nè. Xong rồi em chào anh Kim. Chào anh Nguyễn Thiện Kim. Khỏe không anh ơi? Hoàng Trang Bùi là dành cả thanh xuân để make up cho chị hả? Ừ đúng rồi. Thanh xuân của chúng ta có nhau đó em. Con chào cô. Kể tiếp vụ hồi nãy nha. Ngồi đây ăn, ngồi đây học xong rồi mẹ cho con thêm một miếng mẹ đang ăn nó đi, hỏi ngon không? Trời ơi, không biết ngon hay không mà ăn hết rồi xả rác ở trên cái bàn này luôn. Tại vì ngày nào buổi sáng cũng thấy Quỳnh Anh cầm cái này ăn trên cái đường mà chở sushi đi học, là thấy cầm cái này ăn. Xong rồi là uống một cái gói cà phê giảm cân nữa, thì sáng là vừa đẹp da, rồi uống thêm cà phê giảm cân vô nữa là coi như là mình xong nhiệm vụ. Có bữa thì đi ăn sáng, còn có bữa thì cũng không ăn sáng, sẽ dồn hết đồ ăn ngon vào buổi trưa. Tùy cái ngày đó mà anh sẽ thức sớm hay là thức trễ. Trần Thị Bích Tuyền. Võ Minh Tú like quá trời, tim thả đùng đùng vô mặt chị luôn nè. Cảm ơn mọi người. Hôm bữa giờ mọi người có ai đã trải nghiệm qua collagen jelly này của Quỳnh Anh chưa? Ăn rất là ngon nha. Sushi thì hả con nít nhưng mà cũng rất là thích ăn cái món này. Mà giờ gần hết rồi chắc là lát không có cho ăn nữa đâu. Thường thường là ăn buổi sáng sẽ tốt hơn, mà chiều sushi xinh.
thấy tội nghiệp quá cho nên cho luôn. Mình ăn xong nói trời mẹ ơi sao cái này của mẹ ngon quá. Chào mọi người. Mọi người hôm nay chủ nhật đi đâu chơi vậy, kể cho Quỳnh Anh nghe với. Trần Thị Bích Tuyền nè, Duyên Nguyễn nè, chào em Zuka Ngô. Ngày mai đúng 20 giờ tối nha mọi người, thì sẽ on air ca khúc Dành Cả Thanh Xuân cho mọi người. Cả nhà mình nhớ xem nha. Quỳnh Anh thấy phụ nữ, đây là một cái món quà mà Quỳnh Anh dành tặng cho tất cả các chị em phụ nữ vào ngày 8 tháng 3. Bởi vì mình cũng là phụ nữ, mình cũng đã hiểu. Nhiều khi mình yêu một cái người nào đó, xong mình dành hết thanh xuân để mình bên cạnh người đó, quan tâm chăm sóc người đó. Rồi sau này khi mà mình có con thì cái thanh xuân còn lại của mình sẽ dành hết cho con cái của mình nữa. Rồi nhìn lại là mình sẽ không còn một cái khoảng thời gian nào để dành cho mình. Và mình cũng không biết giữ gìn nhan sắc, cũng như là làn da, cũng như là vóc dáng. Thì lúc mà mình nhìn lại mình sẽ cảm thấy rất là hối tiếc. Mà khi mà nhan sắc của mình mà một khi đã đi xuống rồi là không thể nào cứu vãn được nữa. Cho nên là trong lúc mà còn kịp, thanh xuân vẫn còn cái khoảng thời gian sau á, vẫn còn một chút xíu, thì hy vọng là mọi người sẽ chú trọng hơn, sẽ yêu thương bản thân của mình hơn nha. Tư vấn giảm cân đi chị hả? Cảm ơn chị Phong Thanh. Chủ nhật ở nhà hóng Quỳnh Anh live stream hả? Hôm nay mọi người xem live stream này rồi tối ngày mai lại tiếp tục xem cái live stream mà Quỳnh Anh nói về MV Dành Cả Thanh Xuân cho một người, xong rồi sau đó là chúng ta sẽ xem MV luôn nha mọi người. Hãy là một trong những người đầu tiên xem MV Dành Cả Thanh Xuân cho mọi người cùng với Quỳnh Anh nha. Anh cũng đang rất là hồi hộp á. Đây, hồi nãy có một bạn là nói là tư vấn giảm cân đi chị, thì đây là cái người bạn mỗi buổi sáng của Quỳnh Anh. Thì trước khi ăn sáng 30 phút thì mọi người hãy uống một ly này vào nha. Thì mình sẽ bỏ vào một cái ly nước sôi khoảng chừng 150 đến 200ml, xong rồi mọi người khuấy đều lên thì uống giống như là uống cà phê bình thường vậy đó. Nhưng mà cà phê này thì uống sẽ không mập. Giống như bình thường mọi người uống cà phê sữa đi, thì cái lượng sữa đặc trong đó nó sẽ làm cho mình rất là mập. Còn cái này là uống là nó sẽ đi đến những cái vùng mỡ mà cứng đầu lâu năm nhất của mình, mà những cái phần mà dễ tích tụ mỡ nhất, chẳng hạn như là vùng bụng, là vùng eo, vùng đùi, hoặc là vùng bắp tay, bắp chân đó, thì sẽ đi đến những cái vùng đó và đánh tan cái mỡ ra. Và nó sẽ thải ra bằng cái đường mà mọi người đi toilet, hoặc là lúc mà mọi người tập gym, hay là nó sẽ thải ra bằng cái đường mồ hôi rất là dễ dàng. Và khi mà mọi người đã sử dụng cái sản phẩm Hand Slim Coffee này rồi thì nhớ bổ sung nước cho mình thật nhiều nha. Bởi vì là cơ thể của chúng ta thì lúc đó nó sẽ đào thải ra mà, nó đào thải ra ngoài, cho nên là mất nước dữ lắm. Nếu mọi người không chịu uống nước vào thì cái quá trình mà đào thải mỡ nó sẽ chậm hơn bình thường rất là nhiều. Phương Minh Nguyễn, loại nào tốt? Theo em sử dụng từ hôm bữa giờ thì cái Hand Slim Coffee này rất là ổn nha mọi người. Nếu mà chị nào, con chào chú Lê Bình nè. Chú hôm nay khỏe chưa chú ơi? Con cũng theo dõi Facebook của chú để coi tình hình sức khỏe chú làm sao. Dạ, chúc chú mau khỏe nha. Chào anh Tứ Quý Tám. Để đọc lại coi mọi người. Chào anh Trần Quang Minh nè. Cà phê này là 800 ngàn một hộp nha mọi người. Mọi người cứ vào cái trang bán hàng duy nhất của Quỳnh Anh là Quỳnh Anh Cosmetics, thì mọi người sẽ thấy ba cái sản phẩm này, thêm một cái sản phẩm nữa mà Quỳnh Anh đang giới thiệu ở trên cái Quỳnh Anh Cosmetics, đó chính là Vita Bright Serum này nè. Nó sẽ cho mình một cái làn da trắng sáng mịn màng. Mọi người xem ở trong những cái clip của anh quay thì có thể là mọi người nghĩ là nó là do dùng app cái này nọ kia, nhưng mà hôm nay livestream trực tiếp thì mọi người sẽ thấy được cái làn da của mình. Tại vì trên cái Facebook của mình livestream thì nó cũng đâu có cái phần mềm nào để làm cho cái da mặt đẹp được đâu, đúng không? Chỉ có da mặt đẹp tự nhiên thôi. Anh dùng có được không hả? Anh Minh ơi, em đang có tới 3 sản phẩm lận. Một là cái này dùng để trắng da, em thấy anh cũng đi phượt rất là nhiều nè.
đi đi du lịch rất là nhiều nè, không biết anh có cường tráng da không hay là anh đang muốn giảm cân và tập thể dục để lên cơ, thì đây là Hand Slim Coffee nha. Còn này thì chắc thường thường chị em phụ nữ dùng nhiều hơn, nhưng mà trong cái phim Hậu Duệ Mặt Trời đó là cái anh Song Joong Ki á, diễn viên chính của phim đó đó, chồng của Song Hye Kyo là cũng hay ăn cái jelly này nè, cho nên em nghĩ là nam cũng sẽ ăn được. Và khi mà ăn thì sẽ làm cho cái làn da của mình nó tăng cái độ đàn hồi rất là tốt, và nó sẽ làm giảm đi những cái vết thâm nám nữa nha mọi người. Các chị chắc là sẽ thích cái món này hơn đúng không? Tại vì nó chua chua ngọt ngọt mà nó là một cái dạng thạch rất là ngon. Giá bao nhiêu hả? Bạn hỏi giá của cái loại nào? Cái Vita Bright Serum này là 700 ngàn nha bạn. Còn cái collagen này là 900 ngàn một hộp. Chào bạn Hạnh Lâm Thu Thủy. Cảm ơn chị đã tư vấn nhiệt tình. Nhi Văn. Nhi Văn bạn muốn hỏi gì để không có thấy con, không có thấy con, đi qua đi. Không có thấy. Nhìn cả thanh xuân để nhìn nụ cười của chị hả? Cảm ơn em. Thật ra thì chị cũng không có tự tin lắm về nụ cười của mình đâu, nhưng mà nhiều lúc cũng phải cười, tại chị chụp hình chị ít cười lắm, tại vì chị thấy chị cười nó xấu, không biết có phải gì không, mọi người có cảm thấy gì không. À, đợt này sẽ nguyện cày view ngày đêm cho heo luôn. Cảm ơn mọi người nhiều nha. Khi nào mà tối ngày mai 8 giờ MV ra mắt thì hy vọng là mọi người sẽ nghe bài đó, sẽ thích bài đó, mở đi mở lại hoài ở trong nhà, hoặc là bạn nào có mở shop hay là cửa hàng hay là nhà hàng bán gì đó thì cứ mở đi mở lại hoài cho khách nghe, tới khi nào khách thuộc thì thôi nha mọi người. Trần Quang Minh lên cơ em ơi, lên cơ thì bây giờ anh cứ uống cái này đi, thì anh sẽ tập, anh tập thể dục thì nó sẽ giảm cân, vừa giảm cân mà nó vừa có thể, nếu mà anh kết hợp tập thể dục thì sẽ có thể lên cơ luôn đó. 6 muối nha anh nha. Quân Nguyễn bán cho anh luôn đi. Anh ơi, bán cái gì? Anh muốn em tư vấn cái gì? Chào em Trang Đoàn. Ồ, hôm nay là ngày cuối tuần mọi người lên lên livestream nhiều quá, nói chuyện không kịp nhưng mà vui quá trời nè. Bạn cho mình coi collagen. Đây là cái collagen nè, cái hộp, cái này là cái hộp nè mọi người. 900 ngàn một hộp, một cái hộp như thế này. Trong đây là có 12 thanh collagen nha. Những chị nào á mà đi ra ngoài mà bị thâm nám hoặc là bị làn da của mình không có đều màu á, thì các chị nhớ là hãy dùng cái collagen này ăn vào buổi sáng để cho cái làn da của mình nó tăng cái độ đàn hồi, tăng cái độ ẩm, và buổi tối thì sử dụng Vita Bright Serum này nha. Nó là một cái loại serum một dạng lỏng như thế này, và khi các chị mà sức lên da thì nó sẽ rất là thẩm thấu sâu vào bên trong da của mình để cung cấp những cái chất dinh dưỡng. Chị có bao món em đang ăn là gì vậy, bao nhiêu một hộp? Phương Minh Nguyễn, chị ơi cái này em ăn là collagen jelly nha chị. Thường thường thì collagen nó sẽ có rất là nhiều dạng, giống như là dạng viên nào hoặc là dạng nước, còn cái dạng này thì nó mới hơn chút xíu, nó là dạng jelly, thì mọi người ăn giống như là cái thạch rau câu vậy đó, nhưng mà cái độ hấp thụ của nó sẽ rất là tốt, nó dễ, nó nhanh hấp thụ hơn những loại kia nữa. Chị yêu của em hôm nay đẹp quá. Mọi người ví dụ như mà ai mà không có thời gian á mà muốn tư vấn một cách thật là nhanh thì hãy gọi về số hotline là 0898625192 nha mọi người, thì sẽ có rất là nhiều các bạn nhân viên lúc nào cũng trực sẵn điện thoại để mà tư vấn thiệt nhiệt tình cho mọi người nha. Quyết Trần, em chào anh Quyết. Anh Quyết có muốn tư vấn làm đẹp gì không nè? Collagen giảm cân. Collagen này thì nó là một cái loại dưỡng da làm cho cái làn da của mình đẹp nha mọi người. Còn cái giảm cân là cái Hand Slim Coffee này nè. Và có rất là nhiều chị thì do là cái số ký của mình muốn giảm nó cũng khá là nhiều, khoảng chừng 6 kg đến 10 kg gì đó, thì mọi người rất là lo ngại về vấn đề là ví dụ mình giảm cân xong thì không biết là cái da của mình có bị trùng, bị nhão, bị chảy xệ hoặc là bị sạm lại hay không.
hoặc là cái da mặt của mình nó sẽ bị sạm, thì mọi người đừng có lo về vấn đề đó. Bởi vì là trong cái Hair Slim Coffee thì nó có những cái nó có thành phần chứa thành phần của collagen. Cho nên là khi mà mình đã giảm cân được an toàn rồi thì cái collagen đó nó cũng sẽ giúp cho cái làn da của mình trắng sáng mịn màng luôn, căng mọng luôn, chứ không phải là như những loại khác mà nó rút nước trong cơ thể của mọi người ra xong rồi sẽ để lại cho mình một cái làn da xấu xí sần sùi, hoặc là nó sẽ bị sạm cái da mặt, hoặc là bị teo tóp cái mặt lại, thì lúc mà mình giảm cân xong mình cũng xấu quá à, lên tóp luôn. Nhớ nha, nhớ cày view cho dành cả thanh xuân cho một người lên top nha mọi người ơi. Chị hôm nay đẹp quá. Chị bán sản phẩm giảm cân gì vậy ạ? Hair Slim Coffee nha mọi người. Hôm nay mọi người đi đâu chơi vậy? Và anh sẽ đợi vào đông đông thêm một chút xíu nữa, anh sẽ hát một đoạn nhỏ xíu 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 trong bài dành cả thanh xuân cho một người cho mọi người nghe nha. Chị có tăng cân không chị? À, chị không có loại tăng cân, tại vì cuộc đời của chị là dành cả thanh xuân để giảm cân á, cho nên là chị ít khi nào mà nghiên cứu về những cái loại tăng cân lắm. Và nếu mọi người muốn thì cứ inbox vào Quỳnh Anh Cosmetics thì chị sẽ cố gắng đi tìm những cái loại sản phẩm nào tăng cân tốt nhất và hiệu quả nhất, an toàn để giới thiệu cho mọi người. Chân mày kỳ vậy hả? Ồ, chân mày lúc nào cũng kỳ hết. Chân mày tự vẽ là kỳ, đừng hỏi. Khó trả lời quá à. Chị ăn gì mà đẹp vậy? Trời, hồi nãy giờ mới vừa giới thiệu xong. Tại vì Quỳnh Anh rất là thích ăn cái món này, cho nên là giới thiệu với mọi người nè. Skin Collagen Jelly ăn vào nó sẽ đẹp da, làm cho cái da của mình nó trắng sáng mịn màng nè, đều màu nè. Rồi nó sẽ tăng cái độ đàn hồi nữa. Nó sẽ liên kết những cái sợi collagen ở trong đây nè, thì nó sẽ làm tăng cái độ đàn hồi của cái da của mình, cho nên là lúc nào mình cũng cảm thấy là làn da căng bóng mịn màng thì mình sẽ thấy là cái gương mặt của mình nó sẽ tươi tắn hơn. Huyền Trần chào cô gái, lâu quá không gặp. Không biết cô gái ngày hôm nay thế nào rồi. Ngay phải phụ nữ ngày nay thì hả, sau một thời gian mà không có thấy trên Facebook, không có gặp lại, thường thường vô Facebook của mọi người tìm hiểu thì sẽ thấy mọi người đẹp hơn rất là nhiều. Vấn đề làm đẹp đang là một vấn đề thiết yếu đối với tất cả mọi người, và đặc biệt là phụ nữ. Cho nên là mọi người sẽ thấy là Facebook của Quỳnh Anh á, mỗi khi mà Quỳnh Anh có được những cái sản phẩm nào mà anh thấy ok, thấy đẹp là sẽ livestream giới thiệu cho mọi người liền. Chào em Trang Đoàn. Chào bé Thái. Trần Quốc Huy nữa nè. Lâu quá không gặp luôn á trời. Sushi đâu rồi? À, Sushi á là hôm nay đã học bài xong nè, rồi cũng mới vừa lên trên lầu tập thể dục. Tại vì như anh đã nói thì nếu mà mình muốn cái Hair Slim Coffee này nó hiệu quả một cách nhanh nhất á, thì mình sẽ dành thời gian tập thể dục khoảng chừng 30 đến 60 phút một ngày. Tập nhẹ nhẹ thôi cũng được nha mọi người, thì là nó sẽ phát huy tác dụng một cách tốt nhất, hiệu quả nhất. Đó, ví dụ như những chị nào mà đang làm nhân viên trong văn phòng, mình không có thời gian nhiều để mà mình tập thể dục á, thì cứ khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ ngồi trước cái máy vi tính hoặc là ngồi trước cái đống sổ sách hồ sơ gì đó, thì các chị nên ngồi dậy tập thể dục nhẹ nhàng, đi qua đi lại, quơ tay quơ chân gì đó cho cơ thể, đánh thức cơ thể của mình, để cho cơ thể mình có một cái nguồn năng lượng mới để mà mình làm việc, thì nó sẽ rất là tốt. Khoảng chừng 5 đến 10 phút thôi, các chị sẽ thấy hiệu quả của cái việc làm đó. Tuy là nó đơn giản thôi nhưng mà hiệu quả công việc của mình nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Kiếm cái số điện thoại để ghim lại không thấy nè em Hân ơi. Hân kiếm lại giùm chị cái số điện thoại để chị ghim cho mọi người. Quỳnh Anh đọc lại số điện thoại hotline nha mọi người. Đọc chậm chậm mọi người nhớ ghi lại giùm Quỳnh Anh nha. Là 0898 625192, thì sẽ có các bạn nhân viên á là sẽ tư vấn rất là nhiệt tình cho mọi người. Muốn giảm bao nhiêu ký nè, cơ địa của em như thế nào, em đã từng mắc những cái bệnh tiền sử gì trước đó, bị tim hay bị tăng huyết áp gì đó. Tại vì bên Quỳnh Anh á, khi mà đã bán hàng rồi là rất là muốn bảo vệ sức khỏe cho mọi người,
Nên mọi người khi mà mình có một cái bệnh gì đó là phải 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 nói sớm để xem là cái sản phẩm này có phù hợp với các anh chị không nha. Chào em Nguyễn Hiếu. Cà phê giảm cân thì uống có chừng 2 hộp thôi là một liệu trình là 2 hộp thì mọi người sẽ thấy được cái tác dụng của nó như thế nào. Chào em Tô Tường Vi. Chào em Nguyễn Lê Thùy nè. Lan lại đợt này quyết tâm top 1 luôn heo ơi. Trời ơi, các bạn FC đang chuẩn bị cho bài của chị lên top đúng không? Nói chung là cái bài hát này chị cũng rất là đặt tâm huyết vào nó, bởi vì là mình cũng đã trải qua một cái thời thanh xuân mà khi nhìn lại thì mình cũng có khá là nhiều những cái điều hối tiếc á. Cho nên đây giống như là một cái lời cảnh tỉnh sau khi mà mọi người nghe xong. Nếu vẫn còn kịp thì mọi người hãy nên sống vì bản thân mình một chút xíu, thì sau này mình sẽ cảm thấy là tôi cũng đã trải qua một cái thanh xuân rất là tươi đẹp như vậy. Chứ nghĩ tới những cái ngày tháng năm tuổi trẻ của mình mà cảm thấy buồn thì rất là thương, rất là tội nghiệp. Heo ơi, cấp này heo đẹp quá. Tào lao, bà Trang nè, bà Trang Cần Thơ đây nè, tào lao nè. Mắt chị đẹp quá hả? Mắt chị là mắt buồn đó em, đâu có đẹp đâu. Hộp bao nhiêu cây vậy chị? Hộp nào em? Cái hộp collagen này hả? Hay là cái hộp này? Trời ơi, uống hết rồi bây giờ không nhớ bao nhiêu cái trong đây hết trơn. Hình như là một hộp này là 15 cái gói nha em. Đâu rồi, để chị kiếm lại cái số điện thoại để chị ghim cho mọi người. Cái này hồi nãy giờ nói chuyện nhiều quá, nói quá chị nói. Ngủ một đây. 0898625192. Đúng rồi, mọi người hay quá à. Đây, để Quỳnh Anh ghim lại cho mọi người. Đó, ghim mà nha. Mọi người thấy ở dưới không? Có thể inbox cho Quỳnh Anh Cosmetic và số điện thoại là 0898625192 nha mọi người. Sushi đâu rồi hả? Sushi bây giờ cho đi xuống dưới. Chơi đánh cờ vua rồi. Dạo này là Si rất là thích đánh cờ vua. Mà nghe nói là đánh cờ vua là sẽ kích thích trí não thông minh, cho nên là rất là thích. Mà nếu mà vậy thì cũng tốt, không có chơi iPad nhiều, không có cầm điện thoại nhiều. Cho nên là chị rất là khuyến khích, rất là khuyến khích cho chơi cái đó. Em nhìn chị trẻ quá. Trần Nữ Thư, cảm ơn em. Tại vì em biết sao không, cái con người của mình á, cái nét á, nó đẹp hay xấu á, thật ra không có quan trọng. Em thấy nhiều khi các bạn ở bên Hàn Quốc á, nhìn ít dễ thương thôi à, chứ nhìn kỹ á, cái nét của người ta đâu có đẹp đâu. Nhưng mà được cái là cái làn da của người ta quá rất là đẹp, căng mọng, trắng sáng, mịn màng, mà cái sáng mà nó hồng hồng, nó trắng mà trắng hồng bên trong luôn, do cái thời tiết nữa. Bây giờ mình không có được thời tiết như vậy thì mình cố gắng mình dưỡng làm sao đó cho cái làn da của mình nó trắng thôi thì cũng được rồi. Và khi mà các bạn mà trắng sáng mịn màng á, thì tự nhiên cảm thấy là cái mặt của mình nó cũng rực rỡ, rạng rỡ hơn, nó dễ thương hơn. Mặc dù cái nét nó không được đẹp lắm đi, thật ra mọi người nhìn kỹ đi, nét của Quỳnh Anh cũng có đẹp đẽ gì đâu. Mắt thì buồn, lông mày thì là gọi là kẻ hoài không đẹp, chỉ khi nào mà có make up làm cho mình nó thì mới đẹp được. Mũi thì lùn, thấy không? Mũi rất là lùn chứ mới cao. Mũi lùn, chóp mũi bự, miệng bình thường đó. Nhưng mà do là cái làn da của mình nó làm cho cái gương mặt mình nó rạng rỡ, nó trẻ thôi. Em lên hơi trễ, chào em Trần Đỏng Đảnh. Trời ơi, thiệt mà đẹp thiệt. Cả nhà gọi vào số hotline là 0898625192 nha mọi người. Trời, số đó Quỳnh Anh là muốn học thuộc luôn rồi đó. Collagen này là 900 ngàn nha bạn. Mà trời ơi, hết luôn rồi nè. Một cái hồi nãy Quỳnh Anh ăn, đang ăn nửa chừng. Một cái là còn trong cái hũ này. Tại vì sushi nó tự nhiên nó ăn ké, nó lấy hồi nào không biết nữa. Lấy hồi nào không biết luôn. Chỉ hồi chiều là thấy ổng ngồi đây ổng ăn. Lúc ổng đang học bài ổng ngồi đây ổng ăn thì ổng bỏ cái rác á, ổng bỏ cái miếng này nè ở trên bàn thì còn phát hiện được thôi, chứ ổng lấy ăn hồi nào không biết luôn nữa.
Và mọi người nhớ là buổi tối trước khi ngủ, các chị á, thì thường các chị cũng đã có cái kem dưỡng buổi tối của mình rồi, thì các chị cũng nên là dùng cái bước này, cái bước mà của Vita Bright Serum này nè, trước cái bước dưỡng da dưỡng ẩm gì đó của mình cũng được nha. Có nghĩa là sau khi mọi người rửa mặt sạch xong thì sẽ lấy từ 2 đến 3 giọt để mà mình chấm vào những cái phần này, và nó là dạng nước cho nên nó rất là dễ thẩm thấu và nó cũng không để lại những cái nhờn rít khó chịu gì trên da mặt của mình hết. Và anh chỉ cho mọi người một cái bí quyết nha, thường thường thì cái da mặt của mình với lại cái da cổ nó cũng sẽ khác nhau. Vậy mình lo mình chăm sóc da mặt không mà mình để quên cái cổ, thì cái cổ nhiều khi nó cũng sẽ tố cáo cái độ tuổi cũng như là cái tuổi trẻ của mình. Nhiều người cái da mặt rất đẹp nhưng mà cái cổ nó bị nhăn nheo hay này nọ kia thì nhìn nó cũng sẽ bị già đi. Mọi người nhớ là anh thì dùng 3 giọt, có khi thiếu quá thì dùng thêm giọt nữa chấm cái phần cổ, là mình sẽ dưỡng da của phần mặt và cả phần cổ luôn. Thì hai cái phần này nó đẹp thì khi mà mình nhìn lên thì cái mặt mình nó sẽ đẹp và nó sẽ hài hòa hơn nha cả nhà, các chị. Đoàn Thanh Phương, chào em. Vẫy tay với ơ đồ nè. Hát đi chế ơi, mọi người vô nhiều rồi. Mắt hai mí, môi mỏng, mũi cũng cao mà chị, da đẹp, mặt cũng vi lai vậy còn gì bằng nữa. Cũng đẹp em ơi. Mọi người nói sao á, Quỳnh Anh là chị cảm thấy là cái da của mình nó ok là mình mừng lắm rồi. Còn về những cái nét trên khuôn mặt thì mình cũng có nhiều cái mình cảm thấy mình chưa có được lắm, nhưng mà mình không có, mình không có dám đi sửa thôi. Quỳnh Anh khiêm tốn, không có khiêm tốn đâu, cái này nói thiệt nha mọi người, đừng nghĩ là nói giả bộ để cho mọi người khen nha, chứ thật sự là bản thân mình thấy mình vậy thiệt, chứ không có xạo xạo. Chào em Lizzy Nghiêm, thích tính cách của Quỳnh Anh rất thật, em cảm ơn chị. Nhìn ở đây, ở dưới đây đọc không mất kịp. Si đâu rồi, giảm cân bao nhiêu một liệu trình vậy? Một cái hộp như vậy là 800.000, thì chị uống một liệu trình là hai hộp như vậy thì 1.600.000 nha chị. Nhưng mà em nghĩ chắc chị nên mua một hộp này về dùng thử xem sao rồi mình mới mua thêm một hộp nữa. Mà đặc biệt là cái Hand Slim cái Hand Slim này nè, mọi người uống vào không có bị mệt như những cái loại khác. Những loại khác là khi mọi người uống vào nó sẽ bị mệt, chóng mặt, hoa mắt, nhức đầu, hay là nó làm cho mình nhìn thấy đồ ăn là mình cảm thấy mình ngán, mình bị lạc miệng, hoặc mình có ăn vô thì mình cũng cảm thấy nó đắng nhét, nó cũng chẳng có ngon lành gì, rất là khó chịu, hoặc là có ăn vô xong rồi sẽ ói ra khủng khiếp lắm. Quỳnh Anh cũng đã trải qua những cái giai đoạn đó rồi, anh biết. Anh uống rất là nhiều loại khác mà mình uống vào mình cảm thấy trời ơi, cái cuộc đời của mình nó thật là buồn tẻ. Không có đồ ăn thì mình cảm thấy nhớ, nhưng đồ ăn trước mặt mình rồi thì mình cảm thấy rất là ngán, không có muốn ăn cái gì vô hết, ngay cả nước cũng không muốn uống, nước lọc càng không muốn uống luôn. Cho nên là cái loại này thì anh tìm được là uống vào nó không có mệt, uống mà nó ngon nữa. Những cái loại giảm cân kia cái mùi vị nó khó chịu quá, cái mùi nó như mùi thuốc bắc hay là cái viên nén gì đó, của anh là cực kỳ ghét uống nước luôn. Cho nên là mỗi lần mà mình uống vào mình cảm thấy mình khó chịu á. Còn cái này là mình uống mình thích nè. Giống như bữa kia mà anh đi vừa đi làm móng, mới sơn móng tay lại nè, vừa đi làm móng xong rồi cái giống như mình buổi sáng mình đi trễ quá mình chưa kịp uống, cái mình bỏ một cái gói vô trong cái giỏ của mình, tới chỗ đó thì nhờ các chị cho miếng cà phê, quên là cho miếng nước sôi đổ vô, mới gì đổ vô mọi người quậy xong rồi thấy trời ơi sao mà thơm quá vậy, cái này là cái gì vậy, cà phê gì ngon quá vậy, cho uống thử ai cũng thích hết trơn á. Đó, xong rồi là cũng giới thiệu cho mọi người uống cái này. Thật sự là rất thơm luôn nha. Nó thơm giống như là mùi cà phê sữa bình thường mọi người uống vậy đó. Nhưng mà cà phê sữa kia uống là mập nha, còn cái này uống là giảm cân nha. Cho nên là các chị hãy thử cái loại này coi là Quỳnh Anh nói cái đúng không nha. Mà không phải các chị không đâu, các anh cũng nên mua uống đi để cho cái bụng mình nó bớt bụng bia. Khi mà mình bớt bụng bia rồi á, thì mình mặc áo sơ mi đi làm nó mới đẹp được. Thấy các anh mà đi làm trong văn phòng hay là đi làm quản lý nhà hàng khách sạn gì, nói chung là đàn ông là lúc nào cũng phải cần mặc áo sơ mi hết, mà mặc cái ở trên cái phần ngực thì nó vừa, còn tới cái phần bụng nó không vừa, xong mà nó bứt cái nút ra như vậy nè, trời ơi khổ sở. Bây giờ phải uống đi, uống để cho nó giảm bớt cái bụng của mình, nó thải mỡ ở những cái vùng bụng, vùng eo, vùng đùi rồi nè.
Bao nhiêu vậy chị? 800 ngàn nha em. Còn cái Vita Bright Serum này thì giờ giá là chỉ có 700 ngàn thôi, mà mọi người xài là có thể là xài khoảng chừng 2 tháng, 3 tháng được đó. Cứ mỗi ngày thì mình xài khoảng chừng tùy theo mọi người xài nhiều hay ít. Thường thường thì anh sẽ xài 3 lần. Buổi sáng trước khi ra ngoài mà make up đi đâu đó thì Quỳnh Anh sẽ cho một cái lớp này lên, thì nó giống như là một cái lớp dưỡng da trước khi make up luôn. Có nghĩa là mình dùng được như vậy luôn, dưỡng da không có cho cái lớp trang điểm nó tiếp xúc trực tiếp với làn da của mình, thì khi mà mình đánh phấn lên thì mình cũng sẽ không có bị là da mình bị hư hay là sao hết. Nó sẽ có một cái lớp màng bảo vệ như vậy rồi. Xong buổi trưa nếu mà ở nhà đó thì anh cũng sẽ rửa mặt thật là sạch, xong rồi cho một cái lớp này lên để cái làn da của mình nó được relax, nó được thoải mái, nghỉ ngơi, dưỡng sức, ăn đồ ăn ngon vào nha. Xong rồi buổi tối tất nhiên là trước khi đi ngủ thì sẽ rửa mặt thật sạch, hoặc có bữa thì rửa mặt sạch xong rồi đắp mặt nạ. Sau khi mà đắp mặt nạ xong thì chị sẽ cho một vài cái giọt này lên mặt và mình sẽ vỗ vỗ nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ như thế này nè, để cho nó thẩm thấu sâu vào bên trong làn da của mình. Và sau đó thì muốn xài gì tiếp thì xài nha. Bởi vì mới có người kêu Quỳnh Anh là hả đi thẩm mỹ gì trên mặt vậy, nhìn khác khác rồi gì không biết trả lời làm sao luôn thiệt á. Quỳnh Anh ơi, chị cao 1m53, cân nặng 60kg, liệu chị dùng có được giảm cân không em? Chị thấy em giới thiệu chị cũng thích lắm. Chị Thúy Thủy, em nghĩ là chị cũng nên thử dùng đi. 1m53 là thấp hơn em, mà 60kg thì chắc là chị cũng phải cần giảm từ 5-6kg để cho cái cơ thể của mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Ví dụ mọi người uống khoảng chừng một tuần á, uống khoảng chừng một tuần thôi là đã thấy cái cơ thể của mình nó nhẹ nhàng hơn, di chuyển nó cũng sẽ nhanh nhẹn hơn rất là nhiều rồi. Nên cứ uống thử xem như thế nào, bởi vì là nó sẽ tùy thuộc vào cái cơ địa của mỗi người mà nó sẽ giảm nhanh hơn hay là giảm chậm hơn. Nhưng mà chắc chắn là sẽ có giảm nếu như mà mọi người kiên trì sử dụng. Và tất nhiên là sẽ không có ảnh hưởng gì đến cái sức khỏe của mình hết nha. Chào anh Tony Toàn Lê. Nay Toàn gặp người quen không? Quá trời người quen luôn, thích dễ sợ. Chị không có làm mũi nha em ơi. Chị làm mũi giờ này chắc mũi chị đẹp lắm rồi chứ đâu lùn vậy đó. Đặng Anh Thi nè, chào bé. Ôi nãy giờ tự nhiên cái cổ họng nói quá nó đau rồi nè, giờ sợ hát dở quá mọi người chê ghê vậy đó. Các bạn yên tâm dùng sản phẩm của Quỳnh Anh. Quỳnh Anh ở ngoài đẹp và trắng lắm. Cảm ơn chị Thủy Thu. Đẹp thì giống như là em nghĩ chắc là tùy theo cái sở thích của mỗi người. Còn cái trắng thì nói chung là cái da của em nó chỉ ở cái mức là nó sáng và nó khỏe thôi. Tại vì cái nhu cầu của mình cũng không có muốn là nó bị trắng xác giống như là da dùng kem trộn hay là như thế nào đó. Mình chỉ muốn là có một cái làn da sáng sủa mịn màng vậy thôi. Còn mà trắng mà kiểu mà trắng bệt, trắng không có sức sống là Quỳnh Anh không có thích. Quỳnh Anh ơi, thuốc giảm cân có giảm được phần ngực không em? Chị khổ tâm lắm em. Có nghĩa là chị đang muốn giảm phần ngực luôn hay sao chị? Chị Nguyễn Tâm ơi, chị gọi điện thoại về số hotline là 0898 625192 hoặc là inbox vào cái trang bán hàng của Quỳnh Anh là Quỳnh Anh Cosmetic, thì sẽ có những cái bạn chuyên viên về cái vấn đề đó sẽ giải thích rõ ràng hơn cho các chị, để các chị yên tâm mà mua sản phẩm của bên em nha. Nguyễn Phương nè, Phan Thiên Phú nè, có ăn kiêng không em? Về cái sản phẩm này thì không cần phải ăn kiêng nhiều như những cái khác là bắt mọi người là phải ăn toàn rau không hay là sao đó. Thì đối với cái sản phẩm này Quỳnh Anh đã trải nghiệm rồi á, thì Quỳnh Anh thấy là mình chỉ cần ăn là giảm tinh bột, đừng ăn tinh bột quá nhiều. Tinh bột là gì? Là cơm nè, bún nè, phở, bánh canh rồi nọ. Mình sẽ giảm những cái món đó lại, mình ăn ít lại thôi, và đừng có ăn những cái chất mà ngọt hay là làm béo, những cái món chiên xào dầu mỡ nhiều quá thôi.
thì lúc đó mình cũng sẽ giảm. Nói chung là mọi người cũng đâu có phải là cần thiết để giống như đâu phải giống như diễn viên ca sĩ mà cần phải giảm cân thật là cấp tốc để mà tôi lên hình cho đẹp hay là sao đâu, đúng không? Cho nên là mình cứ giảm cân vừa phải, ăn uống nhẹ nhàng thanh đạm thì mình giảm ít ít lại một chút, nhưng mà mình đảm bảo được cái sức khỏe của mình thì nó vẫn tốt hơn chứ. Lỗ chân lông to xài loại nào? Ok chị Trang Elite, Trang Elite. Lỗ chân lông to thì chị có cái sản phẩm Vita Bright Serum này nè, thì nó vừa bên cạnh cái việc là làm sáng da thì nó cũng sẽ làm thu nhỏ lỗ chân lông của mình luôn nha. Hai bên vùng này của Quỳnh Anh là lúc trước là lỗ chân lông rất là to, nhưng mà sau khi xài sản phẩm này thì vào Quỳnh Anh giống như là Quỳnh Anh sẽ xài hết cái mặt, nhưng mà riêng hai cái vùng này thì anh sẽ đánh kỹ kỹ hơn một chút xíu. Thì trong vòng khoảng chừng 3-4 ngày mình thấy là cái lỗ chân lông của mình nó đã có một cái sự se khít lại, nhưng mà nói chung là mới xài 3-4 ngày thì tất nhiên nó cũng sẽ không có phải là chỗ loại gì thần thánh cái nữa, mà xài 3 ngày là đẹp đùi liền, nhưng mà mình đã thấy được nó có sự chuyển biến rất là dù nhỏ thôi nhưng mà mình cũng phát hiện ra được. Thì từ đó Quỳnh Anh mới là sử dụng thường xuyên và thấy là hiệu quả nha mọi người. Trời, nãy giờ nói quá nói, bây giờ khang cái cổ họng rồi nè. Trắng quá giống bạch tạng không đẹp cho lắm. Đúng rồi, Quỳnh Anh cũng không muốn thích trắng giống bạch tạng đâu, Quỳnh Anh chỉ thích da trắng sáng vừa phải và nó khỏe thôi. Chào em Ngọc Diễm, Nguyễn Phương, chị hát nghe đi, chị có sản phẩm trị thâm môi không? À, em đang lại muốn sản phẩm trị thâm môi hả? Thì ok, chị sẽ kiếm cái sản phẩm đó xong rồi chị sẽ làm chụp bạch để thử coi cái loại đó nó như thế nào, xong rồi sẽ giới thiệu cho mọi người nha. Cả nhà mình thích Quỳnh Anh giới thiệu với mọi người sản phẩm gì á, thì cứ inbox vào Quỳnh Anh Cosmetics, thì lúc đó Quỳnh Anh sẽ cố gắng đi khắp nơi để kiếm cho mọi người những sản phẩm nào tốt và hiệu quả nhất, xong rồi về giới thiệu cho mọi người nha. Một trang Alice, một cái chai này Vita Bright Serum này á là có giá là 700 ngàn nha em. Chào em Tây Giang. Cái gì nữa nè, Tina Phương, Tina Phương. Da Quỳnh Anh đẹp lắm, sushi dễ thương giống Hàn Quốc. Hôm bữa gặp gia đình Quỳnh Anh ở phố đi bộ. Dạ đúng rồi chị, em cũng hay dẫn sushi đi phố đi bộ chơi lắm. Màu má hồng lên Tây Nguyên mở cửa hàng, anh ủng hộ làm ăn sẽ phát. Anh ơi, em chưa có điều kiện lên Tây Nguyên mở cửa hàng. Bây giờ nếu mà anh ủng hộ em á, thì anh có thể ủng hộ online được. Anh ở bất cứ nơi đâu em cũng có thể ship hàng lại cho anh được hết á. Anh chỉ cần inbox vào Quỳnh Anh Cosmetics hoặc là số hotline là 0898625192 là sẽ có người ship hàng cho anh liền. Anh ở nơi nào trên cái trái đất này cũng có thể ship cho anh được hết. Chuyển khoản trước hay sao ạ? Bạn có thể chuyển khoản trước hoặc là bạn ship code cũng được. Bạn cứ inbox vào cái trang Quỳnh Anh Cosmetics đi, thì hoặc là bạn rồi mọi người sẽ hướng dẫn cho bạn nha. Sẽ có người trả lời liền ngay lập tức cho bạn. Bạn Trang Alice nè, nhìn chị giống Thái Lan. Trời, trời đất ơi, chị là con gái Việt Nam chính hiệu mà mọi người mà em nói chị giống Thái Lan, chị chưa bao giờ thấy chị giống Thái Lan luôn á. Cái mặt chị là siêu Việt Nam luôn á, chứ có người còn kêu cái mặt chị hơi quê quê nữa, sao mà giống Thái Lan được em. Yêu chị quá, yêu chị quá. Đó, nói chuyện một hồi cái mọi người đi đâu hết trơn rồi. Mọi người đã đi rồi. Serum có làm trắng luôn không chị? Serum có làm trắng luôn nha em, sẽ làm trắng và đều màu những cái vùng da nào mà nó bị giống như chỗ trắng chỗ đen, chỗ trắng chỗ đen thì nó sẽ làm đều màu lại hết luôn nha. À, đang ho quá nè. Trời, giống Davika hả? Trời ơi, Davika là siêu đẹp luôn á em. Davika là đẹp lắm. Chị cũng rất là mê cái cô đó, đóng trong phim Tình Người Duyên Ma đó đúng không? Chị rất là mê cô đó. Chị không có đẹp bằng một góc luôn á. Chào em Nguyễn Thị Ngọc nè, Trần Nữ Thư nè, Mê Mê. Ủa Mê Mê hả? Tên nghe dễ thương vậy. Hát đoạn hả?
Vì yêu anh em xin đánh đổi tất cả bình yên trên thế giới này. Chỉ cần anh thôi, xin hãy giữ em một giây trong phút thinh lặng. Đừng quay lưng trong khoảnh khắc ấy, dấu yêu còn đây vẫn mãi đông đầy. Rồi những tháng ngày thiếu anh, em biết phải thế nào. Chị đến đâu cổ họng hát đoạn thôi nha mọi người. Mọi người ngày mai lúc 7 giờ tối thì nhớ xem livestream của chị sẽ nói rõ hơn, nói nhiều hơn về MV dành cả thanh xuân cho một người. Xong rồi sau đó 8 giờ là mọi người có thể vừa xem MV vừa nghe hết full bài hát được rồi đó. 8 giờ thì mọi người có thể lên Zing nghe cũng được nè, lên Yeowon hoặc là lên YouTube cũng được nữa. Nhớ nha mọi người, nhớ là chúng ta có hẹn vào tối ngày mai nữa nha. Ồ, nãy hát không có hay đâu, tại vì nãy giờ nói chuyện nhiều quá, cái giọng nó đau cổ họng luôn rồi nè. Hay quá chị ơi, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Ngóng tới ngày mai ha, thật ra là chị cũng đang rất là ngóng tới ngày mai á. Quỳnh Anh, số điện thoại của chị là... Dạ, chị Thúy Thủy, chị muốn em sao? Chị muốn sản phẩm nào? Hay là chị muốn em nói các bạn nhân viên gọi điện thoại lại cái số điện thoại đó để tư vấn cho chị nha. Aki, ra, mai sinh nhật em nè. Ủa, nếu mà mai sinh nhật em thì bài hát của chị là rất là vui khi mà ra cùng ngày sinh nhật với em đó. Hay quá em ơi. Hello bạn, bạn... Tô, bạn gì? Bạn Tô úp. Bạn Quỳnh Anh đang ở nhà nè. Đang ở nhà ngồi tám với mấy người phụ nữ rất là dễ thương. Đang chia sẻ cho mọi người cách làm đẹp đây nè. Ngày mai bạn Quỳnh Anh ra MV đó. Bạn Tô úp có thể xem MV xong rồi share MV cho bạn Quỳnh Anh cũng được. Mọi người share nhiều nhiều nha. Share bấy bá hết cái Facebook em cũng không nói gì đâu nè. Hay mà chị hát rồi, Văn Quý chị hát rồi, chị hát xong rồi, chị hát có một đoạn thôi. Tại vì chị đau cổ họng quá. Để bữa nào mà chị ngủ nhiều á, xong rồi chị chuẩn bị tinh thần á, chị lên chị sẽ bớt nói lại, xong rồi chị sẽ hát cho mọi người nghe hết nguyên bài luôn nha. Thích chị lâu lắm rồi, theo dõi livestream của chị Hoài à. Cảm ơn em Nguyễn Thị Kim Ngân. Mọi người ơi, nhớ là vào like cái trang Bay Quỳnh Anh Cosmetics nha. Quỳnh Anh có rất là nhiều clip hướng dẫn cho mọi người cách làm đẹp ở trên đó đó. Chào anh Mai Anh Tuấn. Người đàn ông quay MV Thế Giới Anh của tôi nè. Cuối tuần sao chị không đi chơi hả? À, buổi chiều chị đã dẫn Sushi đi chơi rồi, cho nên là tối chị dành chút xíu thời gian để ngồi nói chuyện với cả nhà. Tại vì cái chuyện mà cuối tuần có thể là sẽ có người đi chơi, hoặc là chắc chắn cũng sẽ có những người không được đi chơi, phải ở nhà lo làm việc gì đó, hoặc là không thích đi chơi, muốn ở nhà nghỉ ngơi, thì có thể lên đây để xem Quỳnh Anh livestream, để nói chuyện tâm sự tâm tình đồ. Hoàng Luân Tường Vi, chào mọi người. Nguyễn Bảo Quyên, bye bye em. Trần Động Đảnh, ngủ sớm dữ vậy, giờ này mới 9 giờ kém 5 mà. Chị bị ho. Quỳnh Anh bị ho từ hôm bữa ngày 17 tháng 12 ngày 17 tháng 2 18 tháng 2 tới giờ chưa hết. Công nhận cái ho nó lâu dễ sợ. Xong rồi cái hả đi chích thuốc xong mình cũng không có thời gian để mà mình duy trì, tại vì bác sĩ nói là phải chích thuốc ba ngày liên tục thì mới được, mới hết bệnh được, mà mình không làm được. Chào chị Lưu Ly Hoa, hôm bữa em mới cho chị Lưu Ly Hoa một cái gói này uống thử. Chị có uống thử chưa? Chị uống thử, chị có thấy mệt gì không? Mình biết là tại sao là cái hand slim coffee này của mình nó mau hết rồi, bởi vì là mình rất là hay cho luôn. Tại vì trong cái túi sách của Quỳnh Anh á, Quỳnh có một cái túi sách bự ơi là bự, đi đâu cũng sách theo, mà mỗi lần mà đi á là
là hay bỏ mấy ba bốn gói gì vô, cứ chị nào mà than trời dạo này chị mập quá, chị ăn Tết xong chị lên mấy ký nè, rồi cái mấy chị không có tự tin mặc quần áo gì hết, cứ làm lấy ra mình tặng cho các chị đó để các chị uống thử coi sao. Và đa số mọi người phản hồi lại đều nói là sản phẩm rất ok và không uống vào không thấy mệt gì hết. Dạ em uống rồi chị, uống thích lắm chị. Chị Lưu Ly Hoa nè, chị Lưu Ly Hoa là cũng là một cái người hay làm tóc đẹp cho quần anh đi chụp hình với lại đi event đó mọi người, dễ thương lắm. Chị cũng đang muốn giảm cân đó, thì bữa giờ anh có gửi cho chị một cái này uống thử thấy ok thì để chị mua, chị giảm cân để cho đẹp. Sắp 8 tháng 3 rồi nè, Quỳnh Anh nghĩ là hả các anh cũng nên mua sản phẩm của Quỳnh Anh Cosmetic để tặng cho các chị làm quà đi, nếu như mà mình không có biết tặng cái gì, đúng không mọi người? Mua hoa thì nó cũng héo thôi, chỉ có mấy cái này làm đẹp mà là không bao giờ mà mất hay là hao hụt đi đâu hết trơn á. Chị ơi em cũng muốn giảm cân, chị giới thiệu đi. Em ơi em thử xài cái loại cà phê giảm cân Hand Slim Coffee này nha em, 800.000 một hộp như vậy. Thì mỗi buổi sáng trước giờ ăn 30 phút thì em có thể em uống vào, xong rồi 30 phút sau em ăn, thì nó sẽ có tác dụng là sẽ đào thải mỡ ra bên ngoài nha. Và kết hợp là tập thể dục nhẹ nè, 30 phút đến 60 phút một ngày nè, nhớ uống nước điều độ và ăn bổ sung rau, bổ sung trái cây nhiều vào. Chúc chị 8 tháng 3 có nhiều quà. Trời chị đang không biết 8 tháng 3 chị có quà không nè. Tại vì á là 8 tháng 3 đó là chị làm cái sản phẩm dành cả thanh xuân cho một người để tặng cho những cái người phụ nữ dễ thương trên cuộc đời này, để các chị cảm thấy vui vẻ hơn, cảm thấy mình phải dành nhiều thời gian để yêu thương bản thân của mình hơn. Nhưng mà không biết là ngày 8 tháng 3 mình đã tặng quà cho mọi người như vậy rồi, thì không biết là có ai tặng quà gì cho mình không nữa. Chị cũng đang rất là hồi hộp chờ đợi. Chắc không có quá. Lúc có lúc không mà thôi, mà chị cũng không chờ đâu. Ví dụ chị thích cái gì chị sẽ cố gắng chị mua ngày 8 tháng 3 để chị tự tặng chị cũng được, đúng không? Chứ giờ cuộc đời này, chị mình cứ trông mong vô người khác, xong rồi mình lại tự bản thân mình cảm thấy hối hận. Ở bên bạn mình cảm thấy mình thất vọng. Người ta gọi là hy vọng càng nhiều, thất vọng càng nhiều. Cho nên là không hy vọng gì hết. Thích gì thì cứ tự mua thôi nha. Một hộp được bao nhiêu gói vậy chị? Một hộp này là 15 gói nha em. 12 gói. Em sẽ uống một liệu trình là 2 hộp như vậy. Thì em sẽ thấy là cái cơ thể của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Và giảm được khoảng chừng 2-3kg tùy theo cơ địa của mỗi người. Một hộp là có giá là 800.000. Xem tên tên 800.000 nha mọi người. Quỳnh Mai nè, đang xem nè, chào em. Chào em Nguyễn Phương, gọi tên em trong đêm đi chị. Ờ đúng đêm thiệt. Chị mới vừa gọi tên em đó. Phạm Vũ Mai Linh, chào em nè. Navi Nguyễn nè. Em uống mập mà không được mà. Em muốn mập mà không được mà giảm cân. Ừ thì cũng có những người cơ địa của họ sao đó mà họ không có thể nào mà lên ký được, mặc dù ăn rất là nhiều. Cái đó thì chị không thể giải thích được. Tại vì cuộc đời của chị chưa bao giờ ốm tới cái mức mà cần phải kiếm cái gì ăn để cho nó mập lên. Cuộc đời của chị là chỉ có suốt ngày giảm cân thôi em ơi. Chị chưa có tìm hiểu được cái lĩnh vực đó. Chị chỉ tìm hiểu một là giảm cân, hai là làm đẹp da thôi. Là những cái mà chị tìm hiểu khủng khiếp. Còn mà ăn hoài mà không mập là chị chưa bao giờ được sướng vậy. Chị cứ ước hoài, ước gì ăn hoài không mập á. Tại vì chị là một cái người rất là thích ăn hàng khủng khiếp. Mà thích ăn lề đường không à, ăn bánh tráng nướng, rồi ăn gì trứng gà nướng đồ này nọ, thích la cà ngoài đường ăn gì đó. Mà ăn thì nó sẽ mập, lâu lâu mới dám ăn. Mà dạo này ăn hơi nhiều, mà nhờ sao mà có Hand Slim Coffee nè, chị ăn quá trời luôn mà nó cũng chả có lên ký gì hết á. Mọi người thấy chị cũng vậy rồi, đúng không, chứ đâu có mập đâu, phải không? Em vừa làm vừa xem chị livestream. Ủa được luôn hả em? Em làm ở đâu mà có thể vừa làm vừa xem chị được vậy hay vậy?
Em uống gì cũng không xuống, em đang uống cái này của chị mong là xuống được miếng. Quỳnh Mai ơi, em ráng theo cái hand slim coffee này của chị xem như thế nào nha. Và nếu mà muốn xuống nhanh thì phải cố gắng làm theo chị là uống 30 phút trước khi ăn sáng, xong rồi sau đó thì mình một ngày mình có thể tập thể dục từ 3 đến 60 phút tập nhẹ thôi cũng được. Và nhớ là giảm tinh bột, giảm chất ngọt, không ăn quá nhiều dầu mỡ, tinh bột, không ăn quá nhiều chất những cái món chiên xào đó thì vậy mới giảm được. Có nghĩa là mình phải kết hợp, mình phải có ý thức mình giảm những cái đó, chứ nếu như mọi người cứ nghĩ đây là một giống như là một cái cà phê thần kỳ thần thánh gì đó, cứ uống vô xong rồi ăn nhiều hơn bình thường, ăn khủng khiếp. Tại vì cái cà phê này nè, nó không có làm cho mình ngán ăn, mình chán ăn, mình buồn nôn như những cái khác đâu. Mình tới bữa ăn mình vẫn thấy ngon bình thường, do cái ý chí của mình là mình có muốn giảm hay không thôi. Chứ những cái loại mà mọi người uống vô xong thấy mệt rồi thấy đồ ăn cái né tránh là những cái đó là nó toàn là những cái chất không tốt cho cơ thể của mình nữa đó. Và nếu như mà về lâu về dài là nó sẽ ủ bệnh ở trong người mình á, lúc đó chữa không kịp. Cảm ơn em Thanh Trần, sao chị cũng ngày càng đẹp vậy, nghe dễ sướng lắm em, thích luôn á, thích em luôn á. Có trắng da giống này không, chị càng ngày càng đẹp, có nhiều người nói giống vậy quá vậy, thích quá vậy. Nếu em uống cả hai cùng lúc được không, em uống cả hai cùng lúc là sao, chị đang không hiểu nè. Uống cả hai cùng lúc là sao em? Nó có bị xám da không chị? À, nó có bị sạm da không chị? À, không bị sạm da nha em. Tại vì trong cái thành phần của Hand Slim Coffee này thì nó đã có cái thành phần collagen. Cho nên là khi các bạn giảm cân thì các bạn vẫn sẽ không bị sạm da, không bị trùng da hay là nhão hay chảy xệ gì hết. Các bạn cứ yên tâm nha. Em muốn giảm cân chị ơi, mình phải làm cách nào chị? Thì em cứ liên hệ vào cái trang Cosmetic Quỳnh Anh Cosmetic nha. Với lại số điện thoại chị đã có ghim trong đây nè, là 0898625192 đó. Em cứ gọi điện thoại thẳng vào cái số điện thoại đó thì sẽ có người chỉ cho em cách như thế nào để giảm cân được. Có bị sạm da không? Không bị sạm da nha em. Chào bé Minh Ngọc. Chị lúc nào cũng đẹp. Có bị mệt không chị? Em uống mấy loại kia mệt kinh khủng. Mộng Kiều, chị chắc chắn với em là loại này em uống sẽ không có bị mệt gì hết. Giống như bản thân chị á, có nhiều người á, họ làm trong văn phòng, họ cứ lo sợ là họ uống quá nhiều những cái thuốc giảm cân thì sẽ bị mệt. Nhưng mà mọi người thử nghĩ coi là một người làm trong văn phòng và một người làm nghệ thuật như Quỳnh Anh thì cái nào nó mệt hơn? Bởi vì là mọi người làm trong văn phòng thì ngồi trong mát, ngồi máy lạnh, ngồi một chỗ. Còn Quỳnh Anh á, là quay ngoài nắng, mệt mỏi, vận động rất là nhiều. Mỗi phân đoạn đều phải đi ra, đi vô, ra, đi vô, thay đồ. Xong rồi trưa là có khi không có chỗ ngủ. Rồi buổi tối thì có khi là phải chạy đường rất là xa để đi hát, mà vừa tới nơi là leo lên sân khấu hát liền, không có thời gian. Thì nếu như mà một người làm nghệ thuật như Quỳnh Anh mà uống vô nó bị mệt như vậy rồi cả ngày là coi như là không làm gì được hết. Ví dụ mọi người làm trong văn phòng có mệt thì cũng ngồi đó thôi, cũng có vấn đề gì đâu, chỉ là mình bị chóng mặt, hoa mắt, chóng đầu, nhưng mà mình không có vận động nhiều đến cũng chả có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Còn Quỳnh Anh là Quỳnh Anh vận động suốt cả ngày liên tục, lúc nào cũng đi ra đi vô, rồi phải diễn xuất nữa, mình mệt cái mặt mình cũng đâu có diễn được. Cho nên là anh đã uống cái sản phẩm này và anh cảm thấy không có mệt gì hết, thì mọi người cũng sẽ uống không có mệt, và anh vẫn làm việc bình thường, vẫn sinh hoạt những cái hoạt động mỗi ngày của mình một cách thoải mái thôi, không có vấn đề gì hết. Có giảm đùi với bắp tay không chị Thuyền Anh? Em ơi, những cái chỗ nào mà nó tích tụ mỡ nhiều thì nó sẽ giảm nha em. Nó sẽ giảm và nó giảm mỡ thôi, chứ nó không phải là giảm nước, nó không phải là vắt nước trong cơ thể của em ra đâu. Vì có những cái loại thuốc giảm cân thì nó có nhiều cái chất sibutramine đó, là nó sẽ giảm nước, nó sẽ rút nước trong cơ thể của mình ra. Và khi đó thì chúng ta lên cân thì chúng ta sẽ thấy là cái số ký của mình nó xuống rất là nhiều. Nhưng mà cái đó không phải giảm mỡ mà là nó giảm nước trong người mình á. Thì sau khi giảm cân xong thì mình sẽ thấy trời, người của mình khô queo, mình sạm da, rồi mặt của mình nó sẽ mệt mỏi lả đi, chứ nó cũng không có tươi trẻ gì đó. Cho nên là mọi người cũng nên thật là thông minh trong cái cách mà lựa chọn sản phẩm để đưa vào cơ thể của mình cho nó thật là an toàn nha. Này là cà phê nha em,
Cái này là cà phê. Em chào chị Duyên Thái. Chị Duyên Thái là bán đa nịch bụng rất là ok luôn nha mọi người. Chị Duyên là em nhớ không lầm là cũng 3-4 con rồi, nhưng mà vòng eo rất là đã. Đó, phụ nữ thường follow nhau là bởi vì vậy đó. Có nghĩa là mình sẽ học lõm chỗ này một chút, học chỗ kia một chút. Cách làm đẹp chỗ thì học chỗ thì học mà cách làm sao cho da đẹp, chỗ thì học giảm cân, chỗ thì học làm sao cho cái dáng của mình, cái eo của mình nó thon lại. Xong rồi học xong rồi sẽ lên livestream để mà chia sẻ với mọi người. Bởi vì là cuộc đời của mình rất là thích chia sẻ cho mọi người, để cho tất cả mọi người đều cảm thấy vui vẻ, tự tin. Khi mà mọi người vui vẻ, tự tin thì họ cũng sẽ cư xử tốt với mình thôi. Cho nên là khách của Quỳnh Anh á, ai mà sử dụng những cái sản phẩm này nè, một là Hand Slim Coffee này nha, hai là cái collagen này nè, jelly nè, với lại ba là cái Vita Bright Serum. Nếu mà mọi người sử dụng những sản phẩm của bên Quỳnh Anh á mà có hiệu quả hoặc là như thế nào đó thì nhớ chia sẻ. Nhớ là nhắn tin inbox vào Quỳnh Anh Cosmetics để chia sẻ kể với Quỳnh Anh nha, để Quỳnh Anh cảm thấy có thêm động lực để mà tìm những cái sản phẩm thật là tốt, hiệu quả cho mọi người nữa. Chứ đâu phải là mình bán hàng xong rồi họ xài như thế nào thì mặc kệ họ đâu. Quỳnh Anh muốn là chăm sóc cho mọi người từ cái vóc dáng đến cái làn da mình cảm thấy hiệu quả như thế nào đó, kể cho Quỳnh Anh nghe. Chứ không phải bán xong là thôi, không phải là muốn lấy tiền của mọi người mà muốn là mọi người dùng sản phẩm thì là phải đẹp thiệt. Em chào chị Hậu Phương, chào chị Thiều Bùi. Quá trời. Trời ơi, ngồi hồi nãy giờ mỏi lưng dễ sợ luôn, đúng là phụ nữ khổ thân. Bởi vì tôi nói là tôi rất là thương những người phụ nữ là vậy. Mình cũng là phụ nữ, mình cũng hiểu được những cái vấn đề của mọi người như thế nào. Về da, về tóc, về dáng. Trời ơi, bây giờ tới về sức khỏe là tự nhiên biết sao bị đau cái lưng quá trời luôn nè. Tại hồi lúc trước là Quỳnh Anh sinh là sinh thường á, cái chích thuốc tê vô ngay cái chỗ mà gây tê màng cứng như đây nè, mà nó không có tác dụng gì hết trơn á. Ghét dễ sợ, thuốc gây tê mà nó không có tác dụng á. Cho nên sinh là giống như là các bà các mẹ hồi xưa gì đó, sinh sống gì đó. Nó không có chút xíu tê nào hết trơn á. Đau dễ sợ đau luôn. Sinh xong cái bây giờ nó bị đau lưng rồi. Cứ ngồi khoảng chút xíu thôi là bị đau lưng. Hoặc là đi quán cà phê, đi quán ăn, ngồi một hồi là phải đứng chạy đi vòng vòng trong quán như bà khùng vậy đó mọi người. Chị Thiều Bùi, dạo này sao rồi chị? Lâu quá không gặp chị nè. Chị Thủy Thu là hồi nãy chị cũng đang sử dụng cái Hand Slim Coffee phải không? Em cũng hy vọng là chị xài cái sản phẩm này của bên em thì sẽ có tác dụng. Mọi người xài mà có tác dụng mà xuống ký hay là da đẹp hơn thì nhớ inbox về để khoe với Quỳnh Anh nha. Trời ơi, ho quá là ho rồi nè. Thôi bây giờ chuẩn bị là rửa mặt nè, tẩy trang nè, rồi đắp mặt nạ nè, xong rồi sau đó là sẽ xức cái Vita Bright Serum này để đi dưỡng da trước khi đi ngủ, để sáng mai mình ngủ dậy mình sẽ có một làn da căng bóng mịn màng thật là xinh đẹp. Có cái bài mà sáng thức giấc thấy sao đẹp hơn hôm qua đó. Đó là trời ơi, mình ngủ dậy mà trời ơi, nhìn trong gương thấy ghê quá. Đây cái gương nè, đang nhìn cái gương. Trời ơi, nhìn trong gương thấy ghê quá. Cái gì mà mặt dầu mỡ không, cái gì mà cái mặt đen sạm không. Trời ơi, Quỳnh Anh cũng không thích như vậy. Ngủ là cũng phải đẹp. Ngủ cũng phải đẹp, xong rồi sáng ngày hôm sau ngủ dậy xong mình cũng cảm thấy mình đẹp đó. Vậy thì mình mới yêu đời được. Vậy thì mình mới cảm thấy là một ngày mới thật là phấn khởi được. Chứ mà ngủ dậy xong thấy trời ơi cái mặt thấy ghê quá rồi thôi, thấy cái ngày đó là nó u ám, nó buồn tuổi rồi. Ở nghề rồi, gái ơi em càng ngày càng xinh hơn. Dạ cảm ơn chị. Không làm phim nữa hả chị ơi? Bridget 3008 đâu Quỳnh Anh? À cất ở bên bãi xe rồi. Trịnh Candy. Thôi bây giờ mình sẽ đi rửa mặt đây.
Chúc cả nhà có một buổi tối chủ nhật thật là vui vẻ. Cho em xin tên chai serum ạ. Chai serum đây nha em. Vita Bright Serum. Đây, mọi người nhớ nha. Nhớ là phải dưỡng da, dưỡng dáng nha. Sắp tới mùa hè rồi đó. Mùa hè là đi du lịch rất là nhiều. Là phải dưỡng da cho nó đẹp. Chụp hình sống ảo thì mới đẹp được. Xong rồi giữ dáng để mà mặc bikini. Tại vì mùa hè là thường là sẽ đi biển rất là nhiều. Mình chuẩn bị ngay từ bây giờ thì tới lúc đó là mình sẽ rất là tự tin để mình đi du lịch. Muốn mặc cái gì mặc, mặc cái gì cũng đẹp. Đã dáng ốm rồi mặc cái gì cũng đẹp. Nha mọi người nha. Bây giờ Quỳnh Anh sẽ đi đây. Hẹn mọi người 7 giờ tối ngày mai nha. Và nhớ là 8 giờ. Thôi, nói 8 giờ mới công lộn. Nhớ là 20 giờ tối ngày mai thì mọi người hãy lên xem MV chính thức của Quỳnh Anh ở trên Zing hoặc là YouTube hoặc là Yeowon. Và xem xong thì nhớ like nha mọi người. Quên lộn, nhớ share nha. Share với lại là bấm repeat á, nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại hoài. Cái là gọi là cày view á, dụ mọi người cày view cho Quỳnh Anh á. Rồi. Ok, hẹn mọi người tối mai. Bye bye cả nhà mình nha. Bye.